Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024. Sáng nay ngày 19 tháng 10, Ngân hàng Hợp tác xã Học Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm chủ đề Hạnh phúc đích thực. Buổi tọa đàm có sự tham gia của nhà văn, nhà báo, nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng, người nghiên cứu chuyên sâu về tâm linh, đạo Phật, thiền và trà đạo. Xuất thân từ gia đình có truyền thống làm trà lâu đời ở Hà Nội từ việc chia sẻ về nghệ thuật uống trà khách mời đã chia sẻ thêm về tránh niệm nghệ thuật chế tác hạnh phúc an lạc thiết lập tình thương hóa giải hận thù cuộc sống hiện đại bận rộn với những mối bận tâm thường trực khiến nhiều người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng lo âu đặc biệt là các chị em phụ nữ buổi tọa đàm không chỉ là dịp ý nghĩa để các nữ cán bộ nhân viên ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh thanh hóa được giao lưu gặp gỡ mà còn là cơ hội để học cách tĩnh tâm thư thái để tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc sống